Mở Vion xem Tiểu Tam không có lỗi. 20 giờ thứ năm, thứ sáu hàng tuần từ 7 tháng 11. Còn nữa, cái này là dành cho cô. Chị Giáp, chuyện cô ngủ với chồng tôi bỏ qua, nhưng không có nghĩa là tôi quên. Cô nên biết thân biết phận đi. Ban đầu cứ tưởng đó là chị không biết, nhưng qua cái cách chị nhìn tôi, có lẽ chị biết hết rồi hả? Xin lỗi, tôi không hiểu cô đang nói gì. Đối diện với người ngủ với chồng mình mà chị có vẻ bình tĩnh quá ha. Bởi vì cô không đáng. Chắc chị tưởng tôi với chồng chị chỉ là qua đường thôi. Vậy người mới có chồng chị thì sao? Lần này có vẻ như không phải là qua đường đâu. Người trong tấm hình mà cô ta cho tôi xem lại chính là người mà tôi thuê để theo dõi chồng mình. Anh Huy hả chị? Ừ. Em có biết anh Huy đi đâu không? Anh hẹn về ăn cơm mà giờ này vẫn chưa thấy. Bình thường từ văn phòng về nhà mất có 30 phút à? Dạ, xe em bị hư, anh Huy cho em quá giang. Chắc vậy nên hơi lâu chị ạ. Ồ, thì ra là chở em về à? Vậy mà nói với chị là cái xe đấy. Chị, anh Huy làm sao kể chị nghe chuyện đấy được? Chuyện chị em mình, anh Huy làm như không biết mà. Thì cứ cho là chở em về như một đồng nghiệp bình thường đi. Nếu vậy cứ nói thẳng với chị, tại sao phải nói dối? Em... Thôi anh Huy về rồi. Chị cúp máy đây. Anh về rồi nè. Kẻ xe của ai? Với lại anh vòng qua mua bánh cho em. Nên hơi lâu một chút. Mình ăn đi. Vậy thôi lần sau không cần mua bánh đâu anh ạ. Cơm em nấu rồi đó. Anh ăn trước đi. Em mệt, em ra ngủ. Ủa, Kim? Chuyện gì nữa vậy em? Kim! Cô gây nhầm người rồi. Cái người mà đang cặp kè với chồng cô á, không phải tôi. Ủa? Tôi đây giúp cô đó. Tôi không cần. Chuyện của chồng tôi không có liên quan gì đến cô hết á. Cô không có tư cách. Vậy thì cô tưởng cô ngon lắm hả? Mai mốt mất chồng thì đừng có khóc. Khóc hay cười cũng không tới phiên cô lên tiếng. Còn nữa, cái này là dành cho cô. Chị Giáp, chuyện cô ngủ với chồng tôi bỏ qua, nhưng không có nghĩa là tôi quên. Cô nên biết thân biết phận đi. Alo. Em đây. Em lại muốn gì nữa đây Vân? Em mới vừa gặp vợ anh. Cái gì? Chuyện em và anh chị biết hết rồi. Thậm chí còn cho người điều tra em nữa. Điều tra cái gì? Anh không hiểu. Anh không biết gì hết à? Em tưởng Kim nói hết cho anh nghe rồi chứ. Từ trước tới giờ Kim chưa bao giờ nói gì với anh hết. Em nghĩ Kim đã biết từ khi nào? Lúc anh tặng cho vợ anh sợi dây chuyền là khi nào? Em nghĩ lên quanh đâu đó đó. Sợi dây chuyền? Chuyện anh và cô trợ lý em cũng kể hết cho vợ anh nghe rồi. Em Anna, chị sẽ chỉ hỏi em duy nhất một lần này thôi. Em hãy thành thật trả lời chị. Em có thích anh Huy không? Cho dù câu trả lời của em như thế nào thì chị cũng sẽ không giận em. Bởi vì tình cảm là thứ mà con người ta không thể kiểm soát được. Không phải lỗi của em. Em không thích anh Huy. Giữa em và anh Huy tuyệt đối không có gì.
Em sẽ không bao giờ làm gì có lỗi với chị. Chị. À, chị giới thiệu đây là... Em biết Hana mà chị. Chồng em là sếp của Hana mà. À, chẳng lẽ là... Là anh Huy đó chị. Huy. Ồ, hèn gì. Chị thấy quen quen. Chị thấy ở trong hình á. Hình nào ạ? Tấm hình mà em để trong cửa hàng của em đó. Tấm hình gia đình của em phải không? Hình đó là bọn em chụp kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Lúc đó đó, chị nhớ là Hana nhìn tấm hình. Hana nói một câu chị rất là ấn tượng. Hana nói gì hả chị? Em không như chị nghĩ đâu. Em cũng đang yêu một người có gia đình. Hana, ăn trái cây nè. Tôi không ăn. Một ngày tôi chỉ ăn 6 tiếng thôi. Hết giờ tôi chỉ uống nước. Trời, hèn gì. Cái dáng của bạn đẹp dễ sợ luôn á. Tôi nhìn là còn mê nữa mà. Khỏi khen. Tôi biết tôi đẹp mà. Tốt. Sao rồi? Em nói chưa? Hả? Em không biết nói sao nữa. Gì vậy? Thì có sao nói vậy? Thôi, để khi nào gặp rồi em nói. Chứ giờ nói qua điện thoại khó à. Trời ơi, có gì đâu. Thiệt sự á, cái lúc mà em biết á, em cũng sốc lắm luôn á. Tại vì hai vợ chồng anh chị á, bình thường rất là hạnh phúc, mọi người ngưỡng mộ lắm luôn á. Mà người ta nói nha, ví dụ như á, là chồng thế này, vợ thế kia thì mới xảy ra chuyện ngoại tình đúng không? Ừ. Nhưng mà trong khi chị bạn của em á, vừa xinh đẹp vừa thông minh, nói chung là gần như hoàn hảo luôn á. Mà không hiểu sao á, chồng của chị cũng ngoại tình nữa. Thiếu gì trường hợp như em nói đâu. Nhiều khi hai người hoàn hảo đặt cạnh nhau lại không hoàn hảo. À, ý bà đang nói tới cái mệnh đề. Ý bà đang nói cái mệnh đề đúng cũng đúng bằng sai phải không? Là sao? Sao? Thì nghĩa là cái chuyện vợ chồng á là nó sẽ có chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, đúng không? Rồi có những cái trường hợp đặc biệt khi mà người ta cưới nhau về đó thì cái chuyện đó nó không có được. Nên nó mới xảy ra vấn đề. Phức tạp quá vậy? Gì đâu phức tạp. Chị thấy quá là đơn giản luôn. Thì bây giờ vậy ha, vợ chồng nếu cảm thấy không được, không còn yêu nhau nữa, không còn thấy phù hợp nữa thì chia tay, lý dị. Rồi sau đó bắt làm gì thì làm. Hợp lý không? Đúng rồi ha. Ừ. Cái gì cũng vậy. Xây thì khó, phá thì dễ. Giống như trò chơi này. Nếu mạnh tay quá, chắc chắn sẽ thua. Còn nếu muốn thắng, phải biết cách tháo gỡ từ từ. Ồ. Trời ơi, tôi thấy nó đơn giản mà. Thua rồi thua, có vấn đề gì đâu. Nè, thí dụ bây giờ mà chồng tôi mà ngoại tình cái thử đi. Trời ơi, khỏi nó nhiều. Ê, chị nữa. Xin lỗi nha. Tôi thấy ai cũng nói vậy. Nhưng mà tới khi phải quyết định thì... Ừ, em thấy chị Hana nói đúng á. Vợ chồng mà ly dị á, đâu có đơn giản đâu. Nào là tài sản, nào là con cái, rồi gia đình hai bên nữa. Nhưng mà em không có hiểu nha. Rõ ràng á là hai người đó yêu nhau rồi mới lấy nhau. Ừ. Nhưng mà tới khi á mà... Lấy nhau rồi thì lại bắt đầu không yêu nhau nữa đúng không? Đúng rồi đó. Thì đó. Cũng không hẳn là hết yêu. Nhiều khi vẫn còn yêu. Nhưng lại có nhiều vấn đề. Chị nói chuyện với chồng chị đi. Nói chuyện cả với cô em của chị nữa. Có thể là chị hỏi thẳng chuyện sợi dây chuyền. Đôi khi trong cuộc sống không giống như mình nghĩ đâu.
Nếu như hai người đó đang quen nhau thì tại sao Hana lại bao che cho anh Huy gặp Khánh Vân? Hay là người mà anh Huy gặp không phải là Khánh Vân? Em xong chưa? Để anh tắm rồi mình đi nha. Mở Vion xem Nữ hoàng Ayutthaya, bản thuyết minh và phụ đề. Tối qua anh gặp ai? Em nói gì? Tối qua mình không đi ăn được vì anh nói anh có việc qua nhà anh Thuận. Ừ, đúng rồi. Nhưng mà em vừa gặp anh Thuận, anh Thuận nói là tối qua không hề gặp anh. Em nói là em mới gặp anh Thuận hả? Đúng. Sáng nay em vô tình gặp anh Thuận ở quán cà phê. Sáng nay anh Thuận bay đi Thái rồi. Sao em gặp được? Nếu em muốn biết gì thì cứ hỏi thẳng đi. Tại sao phải nói dối? Nếu như anh không nói dối em thì em cũng không cần phải nói dối anh. Em có pha trà nè, anh uống đi cho nóng. Trà thảo mộc giúp dễ ngủ lắm á. Nhưng anh đâu có tính ngủ. Anh thức để làm việc mà. Anh cứ thức khuya như vậy hoài không tốt cho sức khỏe đâu. Thế em đi ngủ trước đi. Xong việc anh đi ngủ sau. Nhưng mà em... Alo. Anh hả? Sáng nay em mới gửi tin nhắn. Anh đã đọc chưa? Chưa. Hôm nay hơi bận. Có gì không?
Anh không nhớ hôm nay ngày gì hả? Ngày gì? Hôm nay sinh nhật em, về ăn bữa cơm với em. Em chờ. Trên đời này có cái gọi là tình yêu chung thủy không? Từ đầu cho tới cuối chỉ yêu duy nhất một người và yêu đến khi chết. Có chứ, không chỉ đến chết mà sau khi chết vẫn còn yêu. Đến giờ ăn cơm rồi. Em ăn đi. Cơm ngon lắm. Ăn đi. Ừ. Canh cua rau đây nè anh này. Ôi. Ai gọi anh nhỉ? Cô này. Bố con có khỏe không cô? Bố con vẫn khỏe. Đang chuẩn bị ăn cơm với mẹ con kia kìa. Yên tâm nhá. Sao giờ này bố con lại ăn cơm ạ? À? Ôi dồi. Bây giờ ông ấy lúc nhớ lúc quên, thích mới ăn nhá, còn chưa thích ấy dọn sẵn mời cũng không ăn cơ. Ở đấy nói chuyện với bố nhá. Bố chào con. Bố đang làm gì đấy ạ? Bố đang chuẩn bị ăn cơm. Bố đang ăn món gì đấy, cho con xem với. À đây. Bố có nhớ con thích ăn món gì không ạ? Bố nhớ chứ. Con thích ăn mắm tôm này, cà pháo này, canh cua rau đay này, mới cả trứng chiên này, có đúng không? Đấy toàn là những món mẹ thích, con có thích đâu. Bố xin lỗi. Bố quên. Bố ăn xong rồi nghỉ ngơi sớm. Bố giữ gìn sức khỏe nhá. Khi nào con rảnh, con sẽ về thăm bố. Con cũng vậy, phải giữ sức khỏe đấy. Vâng. Chào con. Tới giờ ngủ rồi. Ba ơi. Ừ? Sao mẹ chưa về? Chắc mẹ sắp về đó con. Sao hôm nay á mẹ không đi ăn với mình? Mẹ giận ba hả? Đâu có giận gì đâu. Mẹ bận công việc không đi được. Mai mốt mẹ rảnh mẹ đi chung với ba con mình. Không có giận gì hết nha. Dạ. Thằng ngoan ngủ đi con. Dạ, chúc ba ngủ nha. Bữa tối ngồi đây thích quá chị. Yêu nhờ. Chị Kim. Điện thoại kìa. Chồng gọi hả? Dạ. Tối qua anh gặp ai? Không lẽ Kim biết rồi sao? Ủa? Mở Vion xem Tiểu Tam không có lỗi. 20 giờ thứ năm thứ sáu hàng tuần từ 7 tháng 11. Sao chồng em gọi mày không nghe? Thì tại em đang giận, em sai rồi.
anh xin lỗi em đi. Thì rất là vậy. Vợ chồng giận nhau, cãi nhau là chuyện bình thường. Hai cái đứa này cứ làm như chưa bao giờ cãi nhau với chồng công bằng ấy. Dĩ nhiên là em có cãi nhau với chồng, nhưng mà em không buồn như chị Kim đâu. Đúng rồi, thời buổi bây giờ làm gì còn cái chuyện buồn vì chồng nữa em. Chị em phụ nữ chúng ta cần phải độc lập, tự do, tự chủ và biết yêu bản thân mình chứ. Nè, còn buồn là còn yêu, còn thương, không phải như hai đứa tụi bây đâu nha. Thời buổi bây giờ chỉ có nha đầu ngốc mới tin vào tình yêu của đàn ông thôi chị ơi. Chính xác, đúng không chị yêu? Đập tay. À Kim, hình như là chồng của em là giám đốc chi nhánh của ngân hàng HSK đúng không? À, đúng rồi chị. Hay lắm. Em nói chồng em á, lấy sao kê của chồng chị cho chị được không? Chị nghĩ là ổng đang bao gái á. Nè, bây giờ Ngân này tuổi rồi, nói năng phải nghĩ chứ. Nói linh ta linh tinh. Chị, thì có sao em nói vậy thôi. Bao gái thì em nói bao gái. Đừng có để em nắm đầy đủ chứng cứ nha. Chết với em đó. Mọi lần vẫn nói em không quan tâm, em không quan tâm. Chồng em muốn làm gì thì làm. Chồng thì em không quan tâm, nhưng mà tiền thì em phải quan tâm chị. Đúng đúng. Nếu như mà em biết á, ổng cho con nhỏ đó nhiều hơn em hả, là tới số với em đó chị. Tình cảm thì mình có thể một mắt nhắm, một mắt mở, chứ còn tiền á thì mình phải hơn. Chính xác à. Em nói với chồng em á, lấy giùm chị sao kê 6 tháng luôn đi. À không, lấy luôn 1 năm đi em. Em sợ hơi khó ấy. Tại vì ngân hàng có luật phải bảo mật thông tin của khách mà chị. Chồng em là giám đốc mà lo gì. Đúng đó chị, nhân viên thì mới sợ bị đuổi, chứ giám đốc thì còn ai mà dám động tới nữa. Có khi là không biết ấy. Em nói với chồng em yên tâm đi, chị hứa sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật này đâu, chỉ mình chị biết thôi. Theo chị thì không nên đâu. Phụ nữ luôn muốn biết rõ ràng mọi thứ, nhưng có những thứ không nên biết thì tốt hơn. Vậy thôi, vô đi. Nào, vô. Dạ em nghe ạ. Chị đang ở dưới, em có thể xuống gặp chị được không? Chị Kim. Tại sao em lại phản bội chị? Mở Vion xem Tiểu Tam Không Có Lỗi, 20 giờ thứ năm thứ sáu hàng tuần từ 7 tháng 11.